Hello, xin chào mọi người nha. Em xin giới thiệu, em là Thi. Hàng của em là Thi Mô Tô Thủ Đức, là trạm xe lướt chuyên mua bán trao đổi tất cả các loại xe hai bánh nha, xe mô tô nè, xe tay ga, xe số các loại nha. Địa chỉ của em là 1268 đường Thái Bình Canh, phường Liên Trung, quận Thủ Đức. Cái này là nhà của em luôn nha. Với lại là bên em có một website là thimotothuduc.vn, thì anh chị có thể vào trong đó để tham khảo những cái dòng xe hiện tại có ở cửa hàng. Thì xe nào bán á, thì em sẽ xóa đi, còn xe nào còn thì ở trong đó hết. Thì em giới thiệu sơ rồi nha, còn những phần hậu mãi thì anh em xem ở cuối clip. Thì bây giờ là vào phần chính, là nhân viên em sẽ quay chi tiết chiếc xe cho anh em xem. Hello anh em, tiếp tục là chuyên mục review xe. Hôm nay thì lên một cặp 150 thôi. Bây giờ là có xe gì làm sao xe đó nha anh em. Đó, xe giờ là đang hạn hẹp quá, đang cần em, bên em thì đang cần thu mua mạnh mẽ luôn nha anh em. Nào có xe chia sẻ, có cà phê đó, giới thiệu luôn nha anh em ha. Rồi, một cặp 150cc Honda CB150R vẫn là hot nha. Nói trước là anh em là con này em quay lên là sẽ đi liền nha anh em. Anh em nhanh tay lẹ chân nha. Xe biển Sài Gòn luôn, đăng ký 2021, 60 mấy cũ thôi, lấy đèn thêm tiền. Và một mẫu xe GTX 150 bản R, một trong những mẫu sport bike mạnh nhất trong phân khúc 150 nha anh em ha. 20 mấy đồng giờ rất là bèo luôn ha. Giá thôi đừng nói tới. Con này thì đồ chơi nhiều nè, đã ốp bô xăng lửa nè, bô e lọc trụ tùm lum hết, bao mạnh luôn. Ok, em sẽ review chi tiết từng xe để anh em mình tham khảo nha. Thích là nhích chuyển nhanh để không bị ruột mất kèo nha anh em ha. Nói chung là thị trường xe nhiều nhưng mà xe cũng tùy chỗ nha, quan trọng là anh em thích thôi. Có nhiều anh em mua xe thì thích em thôi đó, nói thẳng là vậy luôn. Chảnh chút là lâu chảnh chút, anh em thông cảm nha. Ok, đây lên sàn một em CB150R. Dòng này là nhập Thái nguyên con, máy cực kỳ ngon, phuộc upside down ABS 2 kênh, trước sau xô qua, nói chung là cực kỳ ngon luôn nha anh em, bao ngon đó, rất là phù hợp cho anh em nào đây sử dụng mà hàng ngày chạy phố đó, hoặc là mới tập chạy chơi. Xe sát xe cực kỳ nhẹ luôn và an toàn nữa đó, mà xe nhập nên là giá trị nó khá là cao ha anh em ha. Ngon hơn hẳn con XSR tại vì trang bị được ABS trước sau 2 kênh, nhưng mà body nó sẽ không bằng với XR nè, body rất là nhỏ gọn. Cái này những anh em nào mà khoảng tầm 1m65, 1m68, cân nặng khoảng tầm 60, 60, em nghĩ 60, 65 là hợp lý, vừa đẹp gọn gàng luôn đó. Review xe là bây giờ là xưa rồi. Mấy xe này thì em bao cho anh em về máy móc nguyên zin đó, bảo hành máy móc, bao xài bao quay đầu, nên là chất xe thì không phải bài nha. Xe sao thì em tải vậy, xe nào mà có làm rồi thì em báo làm rồi để cho anh em mình nhanh lẹ chốt lẹ luôn. Còn mà đâu có còn cái cách mà review từng món đồ các kiểu nè. Thôi giờ mình chuyển hướng review nói dốc rồi coi xe được chơi thôi ha. Còn tất cả còn lại thì tụi em đã cam kết rồi, vậy cho nó lẹ, lấy uy tín ra mình cam kết đi. Em này thì phiên bản màu đỏ đen, đỏ đen nha anh em ha. Anh em về xe này mới lột keo luôn đó, anh em về ưng thì chú khó gán keo trong lại nè. Sơn zin tem zin còn y nguyên nè anh em, đây sơn zin tem zin còn đẹp luôn. Máy móc con này chạy 10 năm nữa chưa hư đó. Ốc tán sáng trưng, đây ốc tán cực kỳ đẹp luôn, sáng trưng luôn ha. Đã lắp một cái bộ chống đổ đây, chống đổ đây đó. Máy móc là đẹp, cực kỳ đẹp, thấy chưa, ok chưa đó. Phục sâu trước sâu gì là đồ của Showa hết, nhúng em nói là bao êm, bao nhúng luôn. Bát biển số đúc gầm, mở ra mở vô thoải mái. Còn trắng bùn sâu, sơn xịn, nhông xanh dĩa xịn luôn. Đây lên một bộ nhông xanh dĩa xịn sò cho anh em chơi, rất là đẹp ha. Trắng bùn sắc power, ok hợp lý. Sơn RK ha, cái lộng nhông RK, dĩa RK, sơn sơn này sơn gì không biết, chắc sơn RK luôn, sơn vàng cũng khá là đẹp ha. Mấy sơn này giờ này gần đây rất là hot nha. Bao anh em sử dụng, bao anh em xài, chán quay đầu đổi xe, upcc gì đó thoải mái luôn đó.
chất xe thì có nhiêu đây thôi. Rồi con này thì lên thêm một cặp đèn Kenzo chở sáng, anh em ưng thì lấy thêm giùm em tầm 1 triệu nha, thêm em tầm 1 triệu thôi. Biển Sài Gòn đây 51 Thủ Đức, đăng ký lần đầu 2021, tay thắng tay con CRG Carbon nè anh em. Đây tay thắng tay con CRG Carbon không đó, quá đẹp luôn anh em ha. Phuộc sô qua, phuộc upside down này nhúng ta nói đừng nói tới luôn, rất là êm ái, máy móc rất là sáng sủa, quá là đẹp, bô zin còn nguyên luôn. Dòng này anh em chơi nên là chơi bô zin như thế này hơi là gọn gàng, cái hình thức xe bên ngoài rất là gọn ha, xô ra được nguyên phần dĩa này luôn đó. Anh em đều hay lên bô độ nhớ giữ bô zin lại nha, đó là quan trọng lắm á, mốt thì có về zin. Tầm này đang là mùa cao điểm nha anh em, nên là nó hơi gọi là căng thẳng về vấn đề đó. Ok ha, chất xe em quay cơ bản thôi, khá là đẹp rồi đó, dĩa dày cui luôn, ốc tán sáng đẹp, heo 4 bích luôn, Nissan. Nhưng xe nhập là nhìn nó chất lượng lắm anh em, xe nhập nguyên con về của thị trường Thái rất là chất lượng, máy móc là khỏi phải bàn luôn rồi. Anh em nào mà như mấy con rim Thái rồi đó, trời chạy biết nào hư 20-30 năm xin nhê. Máy bao êm, không có tiếng động luôn, Honda là nó vậy á. Rồi mở đèn cho anh em coi nè, này là công tắc bát xin nè, đó đã đèn, mở luôn nè, mở luôn sao quên này. Xài mặt đó anh em, máy mới mở lên được rồi, đã đèn bát xin rồi. Ok, đây là một cái chuỗi công tắc bật on off gì đá đèn nút kèn tùm lum hết. CB150 máy móc cực kỳ máy luôn, 60 máy cũ nha, anh em nào chơi thì nhanh tay lẹ chân đón ngay em này về chơi, bao chạy thoải mái luôn, chạy cực kỳ sướng, là khác nữa, hơi hướng gọi là dòng neo cà phê, những mẫu xe cổ điển, hơi hướng cổ điển chút xíu đó, pha một chút cho nhìn xe nó phù hợp cho nhiều lứa tuổi hơn ha. Đó, gọn nhẹ, di chuyển linh hoạt. Ơi, anh em quan tâm thì liên hệ về cho em ha. Tiếp theo sẽ là một em mạnh nhất trong phân khúc 150, đó chính là mẫu Suzuki GX R150 nha. Động cơ này thì khỏi chơi luôn anh em, vô địch thần sầu, rất là mạnh luôn, lên màu xanh ngọc. Dòng này mà anh em ra đua bơi là thôi, khỏi chơi ha. Và đây là một con xe hệ gọi là hệ Racing Boy đó, nhìn cho anh em nào mà thích cơ cấu gọi là máy mạnh bô la rồi các kiểu ha đó, những anh em nào mà đam mê tiếng bô, con này là Ganti Thái luôn anh em. Tí giờ em cho nổ máy anh em nghe Ganti Thái là thế nào. Đồ chơi cũng rất là nhiều, tay dầu, tay heo dầu này, tay cũng tay độ chế nè, tay giữ nè, không đi bình dầu rời luôn này, không biết tại gì đó, đèn chở sáng nè, kiến chắn gió nè đó, rồi sơn một màu xanh gọi là xanh xanh ngọc ha, xanh quá chí mạng luôn. Biển Sài Gòn số đẹp nha, 6 8 9 10 nguyên cái sảnh luôn, dây dầu heo cùm ga, không dây dầu cùm ga nè, dây dầu heo đó, chung là ốc tán là zin nha, ốc tán là đẹp luôn, zin luôn ha. Đó, xe này anh em về chơi trải nghiệm vui vẻ là phù hợp, một con dòng sport nữa. Rồi cấu hình xe này thì máy móc là nguyên bản nha, nhưng đã được chủ xe, chủ chơi trước là up bô xăng lửa rồi, nói chung là bô xăng lửa thì nó chỉ là mở ISO, mở map rồi mà hỏng xăng rồi thôi, tăng cái hết gọi là hết công suất của máy zin thôi, hết công suất của 150 thôi, nó không có ảnh hưởng tới máy nhiều, nên anh em chơi nó sẽ đi ra sẽ nhẹ hơn. Rồi tư thế con này đã được về lên cao hơn một tí xíu, thuần sport hơn, chân cẳng là mình sẽ ôm khích lên mình xăng luôn,
Đó, cái tư thế này đúng là chờ nằm chạy là anh em, bình thường nó đã nằm rồi, nay nó còn nằm hơn nữa. Với một set bô lon này là lon SC ha, thì sẽ cho ra âm thanh y chang găng ti Thái luôn. Đó, rất là chí mạng nha. À, bỏ cái bô e chơi lọc trụ luôn rồi anh em, bỏ bô e chơi lọc trụ luôn rồi, rất là dữ dằn. Đó, cấu hình là bô xăng lửa anh em ha. Đó, chống lơ chống lóc luôn. Máy móc là zin nha, vẫn bảo hành cho anh em đầy đủ, nhưng mà set này set bô xăng lửa rồi, chơi thoải mái thôi. Đó, không có vấn đề gì phải quan ngại hết. Đó, phù hợp cho những anh em nào mà thích tiếng tiếng máy tiếng bô hơi hám lực lưỡng. Đây nè, biển VIP không, 6 8 9 10 này mà rớt vô quay rim thì khỏi chơi. Mà rất tiếc số phận em rơi vô những con xe chí mạng. Đó, gần tay Thái anh em, full chức năng ha, đèn đèn còi đồ đầy đủ ha, công tắc chức năng vaccine đồ đầy đủ ok hết anh em. Mà gần tay Thái, gần tay nghe cực kỳ dễ thương luôn, bao uy lực luôn. Dây tăng, cùm ga dây tăng ha. Đó, một chất xe đậm chất racing boy để cho anh em mình, anh em nào mà có tài chính thấp thấp có nhu cầu thì có thể là chơi con này rất là mềm mại luôn, chỉ có 24 đồng thôi ha, 24 đồng 218 đó, ngay chủ ký giấy sang tên biển Sài Gòn đầy đủ, rút hồ sơ đầy đủ hết anh em. Đó, rất là dễ chơi, máy móc zin ốp bô xăng lửa thôi, bình thường. Đó, nhông xanh dĩa mới tinh luôn, vàng khè luôn, bát xin si cắt lên dời gác chân cao hơn. Rồi tổng thể xe thì rất là sạch sẽ và liền lạc ha, dàn áo nè, cứng ngắc luôn, không có ọp ẹt gì hết ha. Đó, rồi rất là đơn giản, về là đổ xăng vô chơi thôi, hai mươi mấy đồng, suy nghĩ gì nữa anh em, 20 đồng quá rẻ luôn rồi. Con xe thùng xăng lớn ha, chìa khóa smart key nè, đó mở ra lấy xăng nè, thấy không, quá hiện đại luôn, chỉ có 20 mấy đồng thôi, cực kỳ yêu thương luôn. Suzuki GX R150 24 củ 8 biển Sài Gòn 2018 đó. Anh em thích chơi xe nào thì liên hệ về cho em ha. Đó, em đây em còn rất là nhiều mẫu xe gọi là xịn sò, sắp tới làm thêm con xe này nữa, em đang học học để review con này anh em, khó lắm, con này phải review lên tơ mơ đâu, mấy con mà thường thường vậy nè anh em mình nói chuyện vui vẻ được, chứ con này là toàn là những các bậc tiền bối, các đấng tối cao, các vị khách VIP slip không đó, gọi là những vị khách đẳng cấp, mình phải nói cách nói chuyện nó phải cũng gọi là có chút đẳng cấp nha anh em. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi video và đừng quên cho em xin một like một share, ấn nút theo dõi giùm em, ấn nút chuông để có nhận được những video sớm nhất từ phía cửa hàng showroom Thiên Mô Tô Phước nha anh em ha. Cảm ơn em rất là nhiều, bye bye, hẹn em vào những mẫu xe tiếp theo. Đâu, thứ nhất là tặng nhớt nè, thứ hai tặng nó bảo hiểm, thứ ba là bảo hành, thứ tư là tặng voucher khi anh em sử dụng dịch vụ vận chuyển và cứu hộ bên em, thứ năm là bao quay đầu, ví dụ như anh em có những trường hợp cần tiền gấp hoặc là muốn đổi lên CC thì tụi em vẫn hỗ trợ thu Mọi lại người hết xem clip review của nhân viên em đã biết tại sao em đặt tiệm của em là trạm xe lướt rồi đúng không? Thì để một cái xe bán ra thì tụi em có nhiều khâu lắm, một cái xe tụi em rửa dọn cực kỳ kỹ luôn, có nhân viên gỡ dàn áo nè, một nhân viên rửa xe nè, một nhân viên kiểm tra và một nhân viên đăng bài, nói chung là có rất nhiều công đoạn rửa dọn sạch sẽ từ từng con ốc, chà từng con ốc, từng cọng dây sên và gầm trong ngoài là sạch sẽ hết nha mọi người. Đó, những cái chuyện tụi em làm này thì ở ngoài cũng có luôn, thì có những dịch vụ detail, những cái dịch vụ chăm sóc xe người ta sẽ nhận làm, nhưng giá là tầm 1 tới 2 triệu cho mọi người. Mọi người thấy mua xe bên em có lời cái đó không? Đó, mọi người cứ so sánh xe bên em với xe tất cả mọi thì chỗ tụi em nha. làm những cái chuyện đó để mong muốn là có một chiếc xe đẹp đến cho khách hàng và một cái trải nghiệm tốt về xe cũ, xe lướt.
Thì khi mà mọi người mua một con xe cũ về thì sẽ được người nhà nè, ví dụ đi người nhà khen là cái xe cũ mà sao lại đẹp, lại ken, lại bóng như vậy, thì vẫn thích hơn là mua một con xe mấy chục triệu, mấy trăm triệu về mà người nhà chê mày bỏ ra số tiền lớn như vậy mà lại mua con xe gọi là chầy xước, cũ dơ hay gì đó vân nha. Thì mọi người nghe cái này thấy chán đúng không, thấy nản, nó muốn nghỉ chơi mô tô luôn rồi đúng không? Đó thì tất cả các xe ở đây thì tụi em sẽ quay clip đầy đủ cho khách hàng, cho mọi người xem. Mọi người ở gần thì có thể xem sơ rồi tới thương lượng một chút xíu về giá, còn mà khách hàng ở xa thì có thể chuyển khoản cọc. Thì tất cả hình ảnh nè và video clip thì tụi em là quay thật 100%, không có chỉnh sửa nha, không có qua chỉnh sửa một chút nào. Thì xe, hình ảnh, clip sao á thì ở ngoài thì hình y chang vậy, không có khác biệt gì hết. Các clip review á thì tụi em sẽ quay rõ là ở trong ngoài, xung quanh toàn cảnh cái xe, chứ tụi em không có nói là cái xe này chiều cao in bao nhiêu, trọng lượng bao nhiêu hoặc là mức tiêu thụ bao nhiêu. Những cái chuyện đó thì anh chị mọi người có thể bấm Google sẽ tìm hiểu cho nó rõ hơn. Những cái chuyện đó là số chung mà, gọi là những cái chuyện chung mà, tụi em không có gọi là review nói những cái chuyện đó. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của em nha. Thì mọi người thấy hay thì cho em một like và một subscribe. Thì bấm cái logo bên nhỏ dưới nè, bấm để đăng ký kênh của em. Thì mọi người theo dõi thì có thể chia sẻ với mọi người, chia sẻ với bạn bè. Thì ví dụ như mà được giới thiệu mà khách tới mua và bán xe thì tụi em sẽ trích một nhỏ phần trăm gọi là cà phê gửi tặng anh chị. Rồi, chào mừng mọi người đã biết đến trạm xe lướt Thi Mô Tô Thủ Đức nha. Thì trong quá trình mà buôn bán hoặc là trong quá trình sử dụng thì có những không thể tránh được những sai sót nhỏ, thì mong mọi người góp ý hoặc là alo cho tụi em thì để tụi em gọi là sửa những cái sai phạm đó. Rồi, xin cảm ơn anh em nhiều.